Cô chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật ngày hôm nay. Các em chuẩn bị cho cô bút chì, gôm, màu, vở mỹ thuật, trang 15 tập 2 hoặc giấy A4. Trước khi vào bài, các em cùng quan sát một địa danh nhé. Đó là đình làng Bát Tràng các em ạ. Làng hay còn gọi là khu phố của mình đó các em. Vậy chúng ta cùng đi vào bên trong xem có gì thú vị nhé. Các cô chú đang làm gì? Bạn nào biết trả lời giùm cô nào. À, các cô chú đang làm gốm các em ạ. Từ những bàn tay khéo léo đã tạo được ra rất nhiều đồ vật như cái ấm pha trà, cái chai, cái bình hoa, chậu cảnh và rất nhiều đồ vật khác nữa. Các đồ vật này thường dùng trong gia đình mình đó các em. Và đây cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Chủ đề 7, vật dụng trong nhà. Trong chủ đề này, các em cần thực hiện các nội dung sau: vẽ cái ấm pha trà, vẽ cái chai. Cô và các em cùng tìm hiểu nội dung trong chủ đề này nhé. Chúng mình cùng bước vào phần 1, tìm hiểu chủ đề. Các em cùng quan sát vào hình ảnh và cho cô biết những hình trên là những đồ vật gì. Đó là cái ấm pha trà và cái chai các em ạ. Các đồ vật trên dùng để làm gì? Các đồ vật dùng để đựng nước hay các chất lỏng, chúng được làm bằng chất liệu gì? Chúng được làm bằng chất liệu như sứ, thủy tinh, inox, nhựa. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ chúng? Chúng ta cần giữ gìn cẩn thận, tránh va chạm, sẽ làm vỡ, lau chùi thường xuyên để chúng luôn được sạch sẽ nhé. Các em cùng quan sát vào cái ấm pha trà nào, so sánh xem cái ấm pha trà có gì giống nhau và khác nhau nhé. Cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Giống nhau, đều là ấm pha trà, có các bộ phận như nắp, vòi, tay cầm, thân và đáy. Khác nhau về hình dáng, màu sắc, cách trang trí, kích thước và chất liệu. Có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu hỏi này? Bạn nào trả lời sai thì cần chú ý hơn nhé. Vậy bạn nào giỏi cho cô biết cái ấm pha trà gồm có những bộ phận chính nào? Các em cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Em đã có câu trả lời chưa? Cùng nhìn lên màn hình đối chiếu kết quả với cô nhé. Cái ấm pha trà gồm có các bộ phận chính như nắp, vòi, tay cầm, thân và cuối cùng đó là đáy. Các em hãy nhắc lại các bộ phận chính của cái ấm pha trà nào. Thank you.
Trên đây là một số loại ấm pha trà, các em cùng quan sát nhé. Cái ấm pha trà được làm bằng sứ, có nhiều họa tiết hoa văn rất là đẹp. Có một số loại ấm có hình dáng rất là ngộ nghĩnh. Ngoài làm bằng sứ, cái ấm pha trà được kết hợp với thủy tinh và inox nữa các em ạ. Vật dụng thứ hai mình cần tìm hiểu là đồ vật gì? À, đó là cái chai các em ạ. Các em cùng quan sát vào cái chai xem có gì giống nhau và khác nhau nhé. Giống nhau đều có các bộ phận như miệng, cổ, vai, thân và đáy, khác nhau về hình dáng, màu sắc, cách trang trí, kích thước và chất liệu. Vậy bạn nào cho cô biết cái chai gồm những bộ phận chính nào? Cái chai gồm có các bộ phận chính như miệng, cổ, vai, thân và cuối cùng là đáy. Các em hãy nhắc lại các bộ phận chính của cái chai nào. Các em cùng quan sát một số cái chai. Cái chai được làm từ rất nhiều chất liệu khác nhau và chúng cũng khác nhau về hình dáng, màu sắc và họa tiết. Ngoài công dụng đựng nước, cái chai còn làm vật trang trí như làm bóng đèn, trồng cây hay làm lọ hoa để trang trí cho ngôi nhà đẹp hơn. Để các con hiểu rõ đặc điểm và các bộ phận của cái ấm pha trà và cái chai, chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 2, các hoạt động cơ bản và cách vẽ. Bước 1, vẽ khung hình chung. Bước 2, vẽ hình bằng nét mờ. Bước 3, quan sát mẫu, chỉnh sửa hình. Bước 4, vẽ màu theo ý thích. Các em cùng nhắc lại các bước vẽ nào. Các em cùng quan sát vào 5 bức tranh và nhận xét cho cô về bố cục, màu sắc. Bức tranh số 1, vẽ bố cục cân đối, màu sắc hài hòa, có đậm có nhạt. Bức tranh số 2, hình vẽ còn nhỏ, bố cục chưa phù hợp. Bức tranh số 3, hình vẽ phù hợp, màu sắc có đậm có nhạt. Bức tranh số 4, đây là một bức tranh được đánh bóng bằng chì. Bố cục cân đối thể hiện rõ độ sáng tối. Bức tranh số 5, bố cục lớn, màu sắc còn mờ nhạt, chưa có đậm nhạt.
các con cùng quan sát vào các bức tranh của các bạn học sinh khóa trước. Bố cục cân đối, màu sắc, hài hòa. Các bạn đã biết về độ sáng tối của vật mẫu rồi các em ạ. À. Các em có muốn có một bức tranh tuyệt đẹp như thế này không? Các em thực hành vẽ cái ấm pha trà và cái chai vào vỏ hoặc giấy vẽ. Sau đó tô màu thật đẹp rồi chụp hình gửi cô giáo chủ nhiệm nhé. Các em quan sát và sưu tầm một số tranh ảnh, các loại quả, cành lá và lọ hoa để chúng ta chuẩn bị cho tiết sau nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau nhé.